Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ nét về ba cái dòng line Loi mà theo mình là đáng chơi nhất. Thì đầu tiên là Loi Cam. Cái này thì nó rất là dễ đẻ, nó nhảy con liên tục à. Ở bên mình thì nó cứ cắt cái này là nó ra cái khác. Đó, ấm nó thì cũng tùy lúc, mấy đợt mà không khí mà nó đều đều như nhau á, không có thay đổi nhiều thì cái ấm nó rất là to. Còn nó đẻ nhiều mà là không khí mà thay đổi liên tục á, trời lúc nóng lúc lạnh á, thì nó nhỏ, nó teo còn cỡ này thôi. Đó, đây, trên cây hiện giờ đang có một, ở đây là có một cây con nữa. Đó, mình cũng chưa có thời gian để tách. Rồi, lá nó thì cũng khá là cứng. Rồi, cái dòng lai Loi thứ hai mà mình thích đó là thằng Loi Vẹt Cam. Thằng này thì nó dễ trồng hơn là Loi Cam, ấm nó cứng hơn, cái màu sắc thì nói chung là cũng rất là đẹp. Rồi, cái miệng của nó rất là đặc trưng của Loi. Ấm nó thì cứng hơn là Loi Cam, có máu vẹt nó cứng hơn. Bù lại thằng này thì nó lớn chậm hơn, nhưng mà thích nghi rồi thì mình đã thấy nó dễ trồng hơn. Cái cây nó to, lá rồi rất là đẹp, cũng rất là hay nhảy con. Đây, hiện giờ dưới gốc đang có 1, 2, 3 cái con, nó rất là dễ nhảy con. Đó, ấm thì nó sai ấm hơn là thằng Loi Cam. Đây, ấm nó cứng, nó bền lâu hơn nữa. Đây, cái mồi rất là đẹp. Một thằng Loi nữa chính là thằng Tho Loi. Đây, Tho Loi, cái này là nó bắt đầu lên ấm cao rồi, mà mình lại thích ấm cao hơn. Loi thì ấm cao nó đẹp hơn. Đây, cái ấm này nó mới vừa bung nắp sáng nay. Đây, Tho Loi. Đây, mới bung thì nó chưa có định hình chuẩn. Đây, có một cái này nó bung được khoảng chắc một tuần. Đây, nó ra ấm rất là nhanh. Đây, rất là đẹp. Đây, Tho Loi. Đây, dáng đặc trưng của Loi. Màu sắc nó rất là đẹp, đẹp hơn hẳn mấy cái Loi Vẹt Cam hay là Loi Cam. Đây, nó có máu Loi, cái miệng đặc trưng của thằng Loi. Trên nắp nó cũng có rất là nhiều mật. Đây, ở đây quay thì không rõ lắm. Đây, nắp nó có nhiều mật, nhiều hơn mấy thằng Loi Cam. Nó cũng rất là dễ trồng, mình thấy nó lớn rất là nhanh. Ấm nó thì cũng rất là cứng, không có bằng thằng Loi Vẹt Cam thôi. Loi Vẹt Cam mình thấy là ấm cứng nhất. Đây, đây, đây là dòng, ba dòng mà lai Loi ở trong vườn mình trồng mà mình có thể nói là thích nhất. Trồng cũng rất là đơn giản, dễ thôi, không có khó. Vườn mình làm như kiểu giải chiến thôi chứ không có đầu tư gì nhiều, cũng sắt vê rồi che lưới lan. Rồi, mình có trồng thêm kết hợp trồng lan. Đây, trồng lan thì nó giúp giữ ẩm với nó tản nhiệt cho cái vườn nên nó mát. Rồi, tưới lan thì nước chảy xuống là nắp ấm nó hưởng ké luôn, đỡ mất công. Đó, lan thì mình cũng có bón phân nữa. Thì nhiều khi hồi trước còn sợ là phân lan nó chảy xuống nắp ấm, nhưng mà sao thấy cũng không ảnh hưởng, nắp ấm nó còn tốt nữa. Rồi, thấy gần đây có nhiều bạn hỏi về mấy cây lai Loi nên là mình làm cái clip này chia sẻ sơ sơ thôi. Các bạn có cần gì thì thắc mắc hay cần trao đổi gì thêm thì mình comment nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Rồi, xin chào.